ngày 29 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo. Dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Theo thông báo ngày 28 tháng 8 của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden sẽ đến Hà Nội ngày 10 tháng 9 và có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Thông báo cũng cho hay các nhà lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu cũng như tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở các nước khu vực. Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 đến năm 2013 thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Như vậy, chuyến thăm lần này của Tổng thống Mỹ Biden rơi vào dịp kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập đối tác toàn diện giữa hai nước.